Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Dậu. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tứ vi vận hạn của tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất, một tháng hỏa của cái năm Kỷ Hợi này. Đây là một trong những cái tháng mà có địa chi người ta gọi là tương hại hoặc là nhị hại hoặc là lục hại đối với người tuổi Dậu. Mà như đã nói trước đây thì cái trụ địa chi là thường ảnh hưởng về mặt tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ xã hội. Và nếu mà trong cái địa chi á, thì xấu nhất là lục hại, lục xung, sau đó tới nhị hại, tự hình, và mới vào nằm trong tứ hình xung nữa. Đó là những cái cung bậc xấu của cái địa chi. Thì như vậy thì địa chi mà rơi vào cái tháng gọi là nhị hại hoặc là tương hại này thì chỉ xấu sau lục xung thôi. Cho nên là gia đạo của cái người tuổi Dậu ở trong cái tháng 9 vẫn chưa được tốt đẹp. Tháng 8 là tháng tuổi của những người tuổi Dậu, thì về mặt tình cảm gia đạo đã là có nhiều cái xào xáo buồn phiền rồi. Thì tháng 9 nó báo hiệu, tuy là không phải tháng tuổi, mà báo hiệu rằng sẽ còn tiếp tục buồn phiền hơn nữa ở trong cái gia đạo và tình cảm của người tuổi Dậu. Thì bây giờ mình sẽ luận vào chi tiết của những người tuổi Dậu thì sẽ biết nó sẽ ra sao. Ngoài cái chuyện không cái trong cái tử vi thì không chỉ có gia đạo và tình cảm, nó còn có công việc, công danh, tài lộc và cả bổn mạng nữa. Thì đầu tiên hết thì chúng ta sẽ phải xét cho cái người tuổi Đinh Dậu. Các cô các chú tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 với mệnh Sơn Hạ Hỏa. Như vậy xét về trụ mạng thì người mạng hỏa gặp tháng hỏa là hỏa đồng hàng, sức khỏe không có vấn đề. Ok, không có việc gì phải quá lo lắng về bổn mạng và sức khỏe. Và khi mà bổn mạng và sức khỏe không bị tương khắc nhau thì phúc tinh và tài tinh cũng có chút được hưởng lợi, nó phải phát huy cái tác dụng để phần nào khống chế bớt phá và bại tinh. Thiên can chữ Đinh và chữ Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Như vậy thì công việc tài lộc không có vấn đề gì quá lớn, nó vẫn bình thường, không có sự cản trở. Tuy nhiên là cái chữ Giáp di ất thì thuộc nạp âm ngũ hành là mộc, bính đinh thì hỏa. Như vậy nạp âm ngũ hành của thiên can là mộc sinh hỏa, cho nên dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Như vậy thì ok, sức khỏe tốt ha. Thiên can thì có tài lộc nhẹ, công việc sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Địa chi Dậu Tuất thì thuộc nhóm tương hại hay còn gọi là nhị hại. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau trong cuộc sống. Như đã phân tích ở đầu cái video này thì nó chỉ thua, cái tương hại này chỉ thua lục xung thôi, cho nên là gia đạo tiếp tục và không có nhiều cái sự tốt đẹp đâu. Thậm chí là cái tháng 8 là tháng tuổi đó, thì cái gia đạo tuy vậy, gia đạo tình cảm nó cũng chưa xấu bằng cái tháng 9, dù là không phải tháng tuổi, nếu như mà mọi người không có tìm hiểu và phân tích kỹ. Cho nên là cẩn thận gây gỗ trong gia đạo, buồn vui không buồn nhiều hơn là vui. Cho nên là nhớ cẩn thận các cô các chú tuổi Đinh Dậu. Rồi, tiếp tục là người Kỷ Dậu sinh năm 1969 với mệnh Đại Trạch Thổ. Như vậy xét về trụ mạng thì người mệnh Thổ gặp tháng hỏa là được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, ngon lành ha. Cho nên là không có vấn đề gì nhiều về sức khỏe và bổn mạng. Mà khi mà được tương sinh về bổn mạng của tháng á, thì nạp âm ngũ hành cũng như là cái phúc tinh và tài tinh, vì thế nó được phát huy tác dụng tối đa, tương trợ cho cái việc đẩy lùi cái phá và bại tinh trong hạn của mình ở trong năm nay. Người Kỷ Dậu thì ngoài cái việc được tương sinh về bổn mạng ở trong cái tháng 9 năm lịch thì còn được cái thiên can được tương sinh nữa, tại vì chữ Giáp sẽ hợp chữ Kỷ. Cho nên là thiên can thuộc ngũ hợp, nhiều may mắn trong công việc, tài lộc dễ hanh thông. Các anh tuổi Kỷ Dậu thì mình nói nuôi là tất cả những người tuổi Dậu năm nay đều vào năm tam tai, nhưng mà chưa có nặng, năm tới mới nặng. Năm nay được cái tháng này ngon quá ngon,
thì các anh đừng có nghi ngờ gì cái việc tài lộc, mọi chuyện nó sẽ tự động biến chuyển và rất là tốt đẹp như thế này. Địa chi thì cũng sẽ giống như những người tuổi Đinh Dậu, với Dậu Tuất thuộc nhóm tương hại, nếu mà người miền Bắc thì gọi là nhị hại, mà tương hại hay nhị hại được hiểu là sự cản trở nhau, chống đối nhau trong cuộc sống, cho nên là có thể nói là phải nên cẩn thận cái việc gây gỗ trong gia đạo. Như vậy người Kỷ Dậu 1969 với mệnh đại trạch thổ, đặc biệt là các anh, thật sự là có một cái tháng tài lộc, sức khỏe, hanh thông không cần phải suy nghĩ, nhưng phải cẩn thận, đặc biệt là các chị nhớ cẩn thận cái việc không có vui vẻ ở trong gia đạo, dễ có tiếng không có tốt lành ở trong cuộc sống ha. Rồi tiếp theo đó là các em tuổi Tân Dậu, một trong những cái tuổi mà mình luôn nhận được rất là nhiều cái comment, nhiều cái than khổ, sao tuổi nào em không khổ mà tuổi này thổ. Đúng rồi, trong lục thập hoa giáp thì có thể nói là người rơi vào mệnh Tân Dậu, đặc biệt là nữ mạng, thì thường rất là khổ, khả năng khổ cao tùy vào tháng sinh, nhưng mà cái năm đó thì nữ mạng rất là khổ tâm, rồi là thậm chí là khổ về tiền bạc, lo nghĩ nhiều. Quý Dậu thì ngược lại thì khỏe, nhưng mà Tân Dậu thì rất là khổ ha, tới giờ phút này. Rồi như vậy á, Tân Dậu thì là thuộc mạng thạch lựu mộc, mà mạng mộc gặp tháng hỏa là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không được tốt, cần cẩn trọng. Nhưng mà dù sao nữa sinh xuất vẫn đỡ hơn là bị thí dụ giống như là kim khắc mộc, giống như cái tháng 8 này ha, sức khỏe mọi thứ nó còn tệ hơn. Thiên can Tân Giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc của tháng này vẫn không có việc gì quá lớn lao xảy ra, cũng không có gì xung khắc nhiều, cho nên người Tân Dậu cũng bớt phải lo lắng. Tuy nhiên là địa chi sẽ giống với người Kỷ Dậu và người Đinh Dậu, là gặp thuộc trong cái nhóm tương hại Dậu Tuất này, cho nên là sẽ gặp cái sự cản trở không tốt đẹp ở trong cuộc sống gia đạo, tình cảm, cho nên là cẩn thận. Mà đặc biệt là tuổi Tân Dậu vốn dĩ là những người đã khổ về tình cảm rồi, số của người Tân Dậu nữ mạng là người khổ về tình cảm, Tân Dậu nam mạng thì gọi là gì, bay bướm, phần đông là không có kiên định ở trong tình cảm, thích có mới lấy cũ, cho nên là có nhiều cái mối tình. Vốn dĩ của người Tân Dậu nữ mạng là không tốt đẹp về tình cảm rồi, gặp cái tháng này nữa, cho nên là cần cẩn thận nếu không muốn xảy ra nhiều điều không tốt đẹp ha, ở trong chuyện tình cảm của mình. Tiếp đến đó là người Quý Dậu sinh năm 1993, với mệnh Kiếm Phong Kim, thì tháng người mệnh Kim năm nay là năm Mộc, vốn dĩ đã là Kim khắc Mộc là bổn mạng đã không tốt rồi, tháng này là tháng hỏa, nó lại tiếp tục khắc Kim nữa, cho nên bổn mạng khắc hỏa khắc Kim là tháng khắc bổn mạng, sức khỏe cực kỳ không tốt, cần cẩn trọng, đặc biệt là với nam mạng rất là dễ nguy nan ở trong tháng này, thậm chí là ảnh hưởng tới bổn mệnh, cho nên là nhớ cẩn thận. Đây là cái điều không có tốt đẹp lắm về bổn mạng. Mình nói trước, mình thấy chỗ nào nguy hiểm mình hãy khoanh tròn, đây là cái chỗ mình cần khoanh tròn với các em Quý Dậu. Nên nhớ các em với chữ Quý Dậu là năm nay đặc biệt là khó khăn rồi. Vì sao? Vì cái chữ Kỷ của cả năm nó đã khắc chữ Quý, cho nên là từ đầu năm tới bây giờ, nói thật sự ra mà nói là thụt lùi, làm ăn không có được gì hết. Vốn dĩ người chữ Quý, đặc biệt là nữ mạng Quý, người ta kêu là nam nhâm nữ Quý, thì đáng lẽ chữ Quý nó có nhiều cái sự sung sướng, nhiều cái sự tốt đẹp. Tuy nhiên có hai cái chữ Quý không có tốt đẹp, đó là Quý Sửu và Quý Dậu, là không được nhiều may mắn. Quý Dậu thì còn được đẹp mã đi, Quý Sửu thì người càng cao to thì càng khổ, người càng nhỏ con thì càng sướng. Còn Quý Dậu thì con gì á, thì cái con gì á, sinh ra nhầm cái con gì không biết, mà có cầm một cái nắm đồ ăn đưa cho nó xuống thì nó cũng phải bươi nó mới chịu ăn, không chịu đứng im ăn được. Cho nên là người tuổi Dậu vốn dĩ cực thân, cho nên cái cáp vô chữ Quý đi nữa thì cũng không sướng như những chữ Quý khác.
À, cho nên là nhớ cẩn thận. Rồi. À, thiên can. À, thì quý giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, cho nên là không có vấn đề gì về công việc. Nói là như vậy thôi, nhưng mà nên nhớ là chữ kỷ của cả năm nó vẫn khắc chữ quý của mình. Đây là một tháng có thể nói là công việc không bị chống phá, không bị gì nhiều điều quấy rối. Cũng giống như cái tháng 8, dù là tháng tuổi thì chủ yếu là chuyện tình cảm gia đạo nó buồn phiền, chứ không phải là cái công việc nó gây ra vấn đề. Thậm chí nếu công việc gây ra vấn đề là những cái luồng bên ngoài, chứ không phải tạo ra cho mình, là từ trong cái công việc sinh ra khó khăn mất tiền ha. Thì tháng tháng 9 cũng là một tháng tiếp tục tốt đẹp không cho công việc, nhưng mà tốt đẹp so với cái năm bị chữ kỷ nó khác thôi, chứ không phải tốt đẹp như những năm khác, cho nên là đừng có ỷ lại nha. Rồi cái lại nói sao mà tháng anh ba nói tốt mà sao nó cũng vẫn chưa tốt. Nó vẫn chưa tốt là nó chưa tốt cho với những năm khác, nhưng mà nó tốt cho so với những cái tháng ở trong cái năm này thì nó tốt hơn vậy nha. Rồi địa chi thì tiếp tục là giống các tuổi dậu khác, với dậu tuất thuộc nhóm tương hại. À, người miền Bắc thì gọi là nhị hại. Cẩn thận cái chuyện gây gổ xào xáo trong gia đạo, đặc biệt quý dậu thì vốn dĩ là người là kiên định khó thay đổi, chứ mệnh kim mà cứng cỏi, người thì nhìn mềm yếu lắm, nhưng mà đều có cái quyết, cái gì là quyết rất là kinh khủng. Mà chọn cái gì là thí dụ như là rẽ trái rồi là có thấy sai cũng đi luôn, chứ không bao giờ quay đầu trở lại. À, cho nên trong tiền tình cảm là đứt là đứt đoạn, cho nên cố gắng làm sao mình suy nghĩ một chút xíu, hạ hỏa chút ở trong cái mối quan hệ ở trong cái tháng này thì nó sẽ tốt đẹp hơn. À rồi, đó là cái tử vi của tháng 9 đối với người quý dậu. Tiếp tục là người ất dậu. À, sinh 2005 và sinh năm 1945 với mệnh tuyền trung thủy. À, 2005 thì các cháu còn nhỏ quá thì vẫn chủ yếu là đi học. À, cho nên là xét về bổn mạng và xét về địa chi nhiều hơn là xét về cái cột thiên can ảnh hưởng đến công việc. À, còn các bác lớn sinh năm 1945 thì nghĩ là giờ này là đang ăn hưởng tuổi già rồi. À, con cái phục vụ rồi, không cần thiết phải bôn ba suy nghĩ, cho nên là mình sẽ không nói nhiều đến cái phần về công việc, mà chủ yếu về nói về bổn mạng. Với mệnh tuyền trung thủy gặp tháng hỏa là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc thác, sức khỏe có vấn đề, tuy nhiên không ảnh hưởng nguy nan, nó chỉ là suy yếu có bệnh rồi này kia, thì dù giao sao đi nữa thì mình vẫn là người khống chế được. Đặc biệt là các bác ở này thì có yếu sức khỏe nhưng mà không có bị ảnh hưởng bổn mạng, cho nên là không có vấn đề. À, người mà quý dậu, người ất dậu của cái năm nay do cái chữ ất khắc kỷ, dậu thì là thủy, năm nay lại là năm mộc, cho nên là bị sinh xuất bổn mạng, đặc biệt là năm mộc mà vượng thổ, cho nên bổn mạng của bác, mấy cái bác trai á, sinh năm 1945 năm nay được không được khỏe, không được yếu, quên lộn, không được khỏe, cứ yếu yếu trong người hoài, cho nên là cẩn thận. Với cái tháng này tương khắc thêm về mạng như vậy nữa, thủy khắc hỏa nữa, thì lại thêm một lần bổn mạng mình bị yếu đi. Cả năm đã yếu một phần, bây giờ yếu thêm một chút nữa, thì nếu như các anh các chị nào, hay là các bạn nào có cha mẹ là tuổi sinh năm 1945, đặc biệt là cha sinh năm 1945, thì cần cẩn thận sức khỏe, theo dõi sát ở trong cái tháng này. Rồi, thiên can thì ất giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói, thiên can thì ảnh hưởng đến công việc, cho nên mà cái này một là lớn quá, hai là nhỏ quá, không có ảnh hưởng đến công việc cho nên là bỏ qua ha. À, địa chi thì ất, nhưng đã cũng giống như các tuổi dậu khác ở trên mình đã phân tích, cho nên là gia đạo, đặc biệt là các bác nữ gia đạo thì sẽ có cái chuyện không được vui lắm, nhưng mà hy vọng rằng với cái tuổi lớn của mình, con cái họ sẽ hết mực để chiều chuộng mình, chứ còn không phải là làm cho mình buồn phiền thêm. À, như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái tử vi vận hạn của tháng 9 âm lịch, tức là tháng Giáp Tuất của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi dậu của mọi người. Có những tuổi rất tốt đẹp và cũng có những tuổi phải cần cẩn thận, đặc biệt là bổn mạng của mình. Hy vọng đây là một cái thông tin hữu ích
để cho mọi người tuổi Dậu ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng vào cái tháng 9 mà vượt qua nó một cách tốt đẹp nhất. Mọi người tuổi Dậu xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Dậu khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi cũng như kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các bạn, người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Bye bye!